Xin chào các bạn yêu mến kênh của Nguyễn Văn Thảo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái niềm vui của mình khi làm kênh YouTube. Và thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng cái bước để bạn có thể tạo một kênh YouTube từ lúc ban đầu đến lúc chúng ta có thể bật kiếm tiền nha. Ok các bạn. Rồi đầu tiên là mình muốn chia sẻ với các bạn một niềm vui, đó là kênh của mình đã tạo được cái tài khoản Google AdSense và đã nhận được một cái mã xác nhận địa chỉ Google AdSense gửi về cho mình rồi. Mình cũng đã nhận được mấy hôm rồi nha. Rồi, và mình sẽ nói rõ cho các bạn vì sao cái tài khoản Google AdSense này nó lại quan trọng đối với chúng ta, cái mã này lại quan trọng nha. Rồi, trước khi mình giải thích điều này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái quy trình từng cái giai đoạn để chúng ta có thể tạo một kênh YouTube từ lúc ban đầu đến lúc chúng ta có thể nhận tiền về nha các bạn. Rồi, mình sẽ nói cho các bạn thực tế mình đã làm được như thế nào. Đầu tiên, để tạo một kênh YouTube, cái bước thứ nhất đó là các bạn phải xác định được cái nội dung nha. Và cái nội dung của các bạn á, thì các bạn phải dùng những cái keyword các bạn phải xem trên YouTube là kênh của mình, những cái nội dung đó nó có nhiều người quan tâm không và nó phải phù hợp với bản thân của các bạn nha. Rồi, đó là xác định nội dung là bước thứ nhất. Bước thứ hai là gì ạ? Bước thứ hai đó là các bạn lúc này các bạn sẽ phải biết là tạo một kênh YouTube thương hiệu. Sau đó các bạn phải biết tối ưu cho nó nha. Tối ưu về hình ảnh, tối ưu về mặt SEO nữa. Đó là bước thứ hai. Và sau khi đến bước này rồi thì chúng ta sẽ sang bước thứ ba là đơn giản. Chúng ta sẽ phải đăng làm nội dung liên tục cho cái kênh của mình. Để làm sao? Để khi chúng ta đạt được 1.000 lượt sub và đủ 4.000 giờ xem cho kênh, thì lúc đó Google nó sẽ gửi thông báo xác nhận chúng ta là chúng ta sẽ đủ khả năng bật kiếm tiền. Và chắc chắn rồi, kênh của chúng ta nó sẽ phải không vi phạm chính sách của Google nha. Rồi, tiếp theo đến thứ bước thứ tư, sau khi chúng ta đã đạt được cái điều kiện để bật kiếm tiền ấy, thì chúng ta lại phải liên kết cái tài khoản YouTube của chúng ta với một cái tài khoản Google AdSense, mình gọi là tài khoản GA đấy nha. Thì chúng bạn có thể lập một cái tài khoản mới hoặc là nhờ một cái người nào đó đã có tài khoản rồi, chúng ta có thể là liên kết với tài khoản đó. Và cái bước 4 này thì mình đã lập được một cái tài khoản Google AdSense và mình đã có một cái xác nhận như thế này rồi. Đến bước thứ này là chúng ta gần như đã thành công rồi nha. Và đến bước thứ 5 nữa là chúng ta sẽ liên kết cái tài khoản ngân hàng của chúng ta với cái tài khoản Google AdSense để chúng ta có thể nhận tiền về. Vậy thì khi mà kênh của chúng ta đủ 100 đô và định kỳ hàng tháng thì Google nó sẽ gửi tiền về tài khoản của chúng ta. Đó là một cái quy trình từng bước chúng ta làm một cái kênh YouTube từ A đến Z các bạn nha. Rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi, cái câu chuyện cái mã Google AdSense này thì kênh của mình cũng bật được kiếm tiền lâu rồi các bạn. Lâu cũng là mấy tháng rồi đấy. Và mình cũng xác định là làm kênh để đầu tiên là để chia sẻ kiến thức thôi, chứ không phải là nhận tiền về đâu. Nhưng mà đến cái giai đoạn thì mình, tức là mình không quan tâm, nhưng mà đến cái giai đoạn là mình cũng phải bật kiếm tiền thôi các bạn ha. Yeah. Và cái mình tạo một cái tài khoản Google AdSense đối với tên cá nhân của mình là Nguyễn Văn Thảo. Tuy nhiên thì mình không tạo được các bạn ạ, vì nó báo trùng, tức là có một người nào đó đã giống mình và cũng giống cái địa chỉ tương tự như mình mà lập rồi. Cho nên mình lại phải lấy tên của vợ mình lập được. Cái tên của vợ mình lập thì lập được một cái tài khoản Google AdSense mới. Tuy nhiên khi mà gửi cái địa chỉ về ấy, về cái chỗ ở hiện tại của vợ mình ấy, thì mắc một cái vướng mắc đó là đến cái nơi rồi nhưng mà mình làm một tháng cũng không thể nhận được cái mã Google AdSense này. Cho đến là mình phải nhờ một cái bạn mà họ có một cái dịch vụ, tức là thường xuyên nhận cái mã Google AdSense này về, xác nhận địa chỉ này về, thì mình cũng nhờ một bạn này ở Bình Dương các bạn nhá. Mình nhờ các bạn ở Bình Dương và cũng mất một cái phí là 150k đấy đó. Thì sau khi nhờ bạn đó thì mình sẽ sửa lại cái địa chỉ Google AdSense và trong có khoảng 2 tuần thôi thì mã Google AdSense đã về các bạn đó và mình nhờ các bạn đó gửi về cho mình luôn. Các bạn thấy luôn đây, cái bạn này ở trong Bình Dương các bạn nha, và gửi về cái tài khoản tên của vợ mình luôn này. Đây đó, thì mình sẽ gửi ra cho các bạn thấy. Và sau đây mình sẽ key in, tức là mình sẽ nhập cái mã này vào cái tài khoản Google AdSense để xác nhận nha các bạn. Đây các bạn thấy đấy, đây là cái phong bì của Google AdSense này. Thì ở đây nó sẽ có cái nội dung ở trong này rồi, thì mình sẽ bóc cho các bạn xem. Rất là vui các bạn nha. Đến cái đoạn này rồi các bạn thấy cũng chẳng có gì đâu các bạn. Đây là một cái mã này. Rồi đến đây là, đây, quan trọng nhất ở đây các bạn. Các bạn thấy không ạ? Mình sẽ gửi cho các bạn. Đó,
Google AdSense có biểu tượng đúng không? Và đến đây là có một cái mã pin này. Có một cái mã pin như thế này. Mã pin nó bảo là hướng dẫn đúng không ạ? Đăng nhập sau đó nhập mã pin. Đó, thì mình sẽ làm cho các bạn thấy luôn nha. Thì mình sẽ vào là cái tài khoản Google AdSense thì mình ấn vào đây cái Google AdSense nha các bạn. Rồi cái tên tài khoản của vợ mình như thế này, xong mình bấm là Google AdSense này. AdSense đó. Sau đó mình click vào Google AdSense thôi. Rất là đơn giản. Sau đó mình đăng nhập. Rồi, ở đây thì mình nó bảo chưa xác minh thanh toán ở đây, vào trang chủ luôn các bạn thấy luôn. Tài khoản ở đây là các tài khoản thanh toán của bạn đang bị tạm ngưng vì bạn cần phải xác minh địa chỉ này. Đó nha. Thế thì mình sẽ thử sang cái kênh YouTube của mình các bạn thấy luôn. Kênh YouTube thì mình sẽ vào đây, mình sẽ vào đây. Đó, kênh của mình đây, quản lý video. Thì nó sẽ có một cái thông báo nha các bạn. Ở đây nó sẽ có một cái thông báo danh sách phát, số liệu phân tích ở đây. Thì nó mình có doanh thu ở đây rồi. Có doanh thu ở đây mình sẽ xem được toàn thời gian các bạn nha. Toàn thời gian đây. Đây là khoảng là được 753.000 đấy các bạn nha. Đủ tiền uống cà phê đấy các bạn ha. Rồi nó bảo là quan trọng là hãy đăng nhập vào tài khoản AdSense để xác minh địa chỉ pin. Đó. Thế thì mình sẽ vào cái tài khoản AdSense. Ở đây mình sẽ thông tin tài khoản ở đây này. Bị tạm ngưng đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nhập vào. Mình về trang chủ đi. Đó, xác minh địa chỉ thanh toán, và xác minh. Đó, sau đó mình sẽ nhập cái mã xác minh này vào các bạn nha. Rồi bạn còn 3 lần nữa này. 8856. Ok. Cho mình sẽ ấn vào gửi nha các bạn. Đó, mình tin này đã xong rồi các bạn nha. Mình sẽ up nằm lại. Rồi các bạn thấy ạ, như vậy là chúng ta đã xong được rồi. Đã xong rồi, xác minh địa chỉ đã xong. Như thế là chúng ta đã thành công nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ về cái kênh của mình xem nó có còn báo như thế này nữa không nha. Cái này thì mình đã xác nhận được rồi thì mình không cần nữa đúng không các bạn? Sẽ ấn vào bỏ qua đi, nó vẫn không mất. Đó. Ok các bạn, như vậy là chúng ta đã thành công rồi. Vâng các bạn, đến cái bước này thì chúng ta đã về cái thông tin thanh toán ở đây rồi này. Sau đó chúng ta chỉ cần ấn vào thêm phương thức thanh toán để chúng ta có thể đưa thông tin cái tài khoản ngân hàng Việt Nam của chúng ta đây nha. Thêm chi tiết này. Đó, ở đây thêm tài khoản ngân hàng của đây nữa là chúng ta có thể nhận tiền về hàng tháng khi mà đủ 100 đô các bạn nha. Rồi, đến đây thì các bạn hãy nhớ ấn vào cái nút follow kênh của Thảo và hãy chúc mừng Thảo bằng cách chia sẻ những video của các bạn xem trên kênh của mình nếu các bạn thấy nó hữu ích và nhiều người khác cần đến nó như bạn vậy nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.